Viện cầu đi không? Em Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Đây đang kiểm tra cái đàn ông chúng ta xem là để anh quay mặt ạ. Anh đang rũ đây nhé. Anh đang rũ đây, anh kiểm tra kỹ rồi xem mấy con chúa không có đây quý chị nhé. Chúng ta cẩn thận con chúa. Cầu đi vượn nha anh chưa? Hay sao? Cầu còn mặt con ít, nhưng quý chị thấy mà em đã cắt cái cầu đen, bị cái đen em đã cắt ở dưới một đoạn một ít thì nhé. Là sau này ông tự xây được. Cầu mặt rất nhiều con không có. Con có mà ít. Có con mà ít. Từ cái giữa luôn. Kỳ lạ. Để con này mà ít, có con nhưng mà không có con. Ít. Con mất đi. Rồi, theo chân anh đi qua thùng khác quý chị nhá. Quay lại cái thùng thùng này thùng cột điện này. Cột điện nó đấy rồi. Tức là thường thường bọn em sẽ lấy một một thùng một cầu quý chị nhé. Một thùng nào mạnh thì lấy hai cầu ạ. Cái này bốn cầu đây, chưa biết có cầu nào cũng chưa rõ nữa. Nhập đàn. Nhập đàn. Có hai cầu để con. Đàn rồi. Cầu này quý anh chị nào xem này nhớ cho em cái em nhập đàn từ thùng bên đó, bên ngay chân phơi quần áo mới qua đây ạ. Nhé. Là hai thùng đây là vào một đấy ạ. Cầu này hơi đen này hả? Cắt bỏ bớt từ khoảng chiều hút mật nhiều, mật nhiều thôi, mật nhiều quay vất cũng được, đen quá đấy. Đen vào ông đực nó đẻ số ông đực ở giữa, đen nó đẻ ông đực như quý vị nhé. Anh rũ đấy, trước mắt rũ đây, anh kiểm tra căn chúa quý vị nhé. Mật nhiều, hồi đấy cũng mật nhiều. Thôi vào quay thôi. Vào quay à, kiểm tra cái thùng nữa không? Kiểm tra cầu nữa hay không cần? Anh kiểm tra xem cầu nào không có anh loại anh bỏ luôn cái gì nhé. Không có tham nuôi ong chúng ta không nên tham ở đó, cái cầu bị đen quá rồi chứ. Nhất đàn ong toàn đực nhỉ. Nhập nữa nhập vào mất chúa, hiện tượng mất chúa toàn đẻ đực thôi. Cái hiện tượng mất chúa mà em nhập đòi đàn này quý chị ạ. Toàn ong đực thôi. Mắt anh phải để ý con chúa nhé, lần nữa một lần nữa em nhắc lại để ý con chúa mới rũ cầu chúng ta nó mới thì hiện tượng mất chúa nó đẻ không được chứ, không được nhiều ở giữa đây quý vị. Cầu nó đấy, cầu nó thì được, không có được, cầu được mặt cũng nhiều. Cầu đấy mặt cũng nhiều đó, dính gì đấy ạ, lượng mặt cũng nhiều. Cái này của em là cái đàn này ngày xưa em mạnh lắm nên quý chị nhé, con mỗi lần về là bị mất chúa chứ con đàn này cũng mạnh lắm mà em bắt cột điện về mạnh lắm đấy, lượng mặt rất nhiều đấy, toàn bộ cầu bị thâm đen mà em sẽ cắt hết, cắt bỏ mà không có thì bỏ luôn không tiếc. Chúa đây, đơn chúa đây quý chị nhé. Chúa ngay giữa đây, đang bò nó to nhất đấy. Đó, hai cầu là em đã bỏ ra cái đầu bây giờ một cầu em đang cầm lên mặt nhiều đấy ạ. Rồi, mời quý anh chị vào trong nhá. Cùng em vào trong đấy ạ. Xem quay mặt ạ. Đó, sáng giờ bọn em làm được 4 ổ đây, 4 ổ là được 4 lít rồi quý chị nhá. Còn tầm 1 lít nữa đầy ạ. Trong cái ca, trong cái tô đó. Đây, mời quý chị cùng xem anh cắt mà anh bỏ hai cầu luôn à, cắt xong vất luôn à anh được. Đen thế nhỉ?
được cầu ly quý vị nhé, cầu này nó vàng đẹp đấy. Một số cầu thâm đen này bỏ cho anh cắt vất mà có con được tí nữa. Trong đàn ông chúng ta mà ông được có nhiều không tốt. Mấy tháng quay lại ít, mẹ Đương nói 3 tháng mới quay lại mới ổn, có quay liên tục. Mùa này khan hiếm ít nhé. Mùa này mùa may là mùa vụ lúa, nó có mà hoa lúa thì nó đỡ không có một ít. Mùa tháng 2 tháng 3 mình như. Đấy, tháng 3 tháng 3 là mùa vải. Mùa xuân. Xuân hoa nhiều. Hoa nhiều mà hoa vải nhãn nó nhiều nữa. Cái cầu này mật nhiều đúng không nhỉ nhá? Toàn bộ mật đấy ạ. Cầu là phải để cầu, đừng để thâm đen cái chuyện như cầu này nhá, thâm đen nó đỡ hơn ạ. Cầu mà thâm đen thì ong nó cũng có mùi hôi, nó không chịu đẻ vào đó, chúng ta cũng không đẻ vào, không tác dụng gì ạ. Nó không làm thì nó không bảo vệ cái cầu, nó bị hư thôi. Mỗi lần anh quay này anh xem những cầu nào không đạt chuẩn anh vất loại luôn chị nhé. Cầu nào anh tận dụng thì anh cắt đi, nó đen có một ít thì anh cắt đi. Còn cầu này thì đạt chuẩn luôn chị nhé. Cầu này mật nhiều ạ. Rồi, anh sẽ bỏ vào quay đây quý vị. Được 5 lít rồi, bọn em 5 lít rồi. Hôm nay thì nói chung là coi quay mấy ổ được 5 lít rồi. 4 ổ, ổ này ổ thứ 5 này. Bên lạch bên nhé. Nó lạch chứ, bên cầu bên đây mạch nhiều nè. Nó rung, giữ hai bên mà giữ thì được. Đấy, chỗ mật đi. Hết rồi, không hết rồi, mặt hết rồi, mặt kia. Chờ mặt này nuốt nhé. Thứ con nó. Đó, nó đỡ rung như đỡ. Mặt nó chảy, có một số phấn hoa nó bắn ra đâu quý chị, ong non không ra đâu. Nên quý chị bà con chúng ta mới nuôi ong thoải mái nhé. Đây, như quý chị thấy một lượng mật của em đây, này coi như em quay được 5 lít rồi. Đổ số lượng này vào 5 lít, hơn 5 lít thì quý chị nhé. Vì đây nó khoảng 1 xị nữa rồi ạ. Lượng mật chúng ta sạch sẽ, không cần phải nót ở dưới quý chị nhé. Không phải vì em để hứng toàn bộ bằng ca hết. Chúng ta trước khi quay thì bọn em đã xử lý qua nước sôi, tráng qua nước sôi hết rồi. Hồi tí nữa không lấy cầu nữa. Rồi cuối video em... quý vị theo em Tiến Bia Sơn Tả Gỗ Tả Đá cũng xin phép dừng đây nhá. Quy trình lựa cầu màu cầu mật ong đã già mật và chúng ta nên cắt bỏ những cái phần đen đi, hoặc là chúng ta kiếm cầu mật chúng ta sẽ thu hoạch được lượng mật tốt chất lượng nhất cho bà con chúng ta, để chúng ta một là bán, chúng ta để ăn lâu ngày tốt nhất nhé. Quý vị theo em xin dừng đây, xin chào quý chị và hẹn lại quý chị video sau. Đàn này mạnh à? Đây lượng mật đây, đây hiện tại như đây là nó chảy hết rồi quý chị nhé. Như quý chị đã thấy đàn đấy thì mạnh rồi, giờ nó mật nhiều. Chúng ta đi quay mật thì em mới để đây lượng mật rất dồi dào và rất vàng mà đẹp đấy, quý chị đã thấy ạ.